Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hiện nay đồng bằng sông Kiều Long có bốn thách thức lớn, đó là vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dân, khai thác tài nguyên quá mức, các hoạt động kinh tế cường độ cao của con người và chất lượng nguồn nhân lực. Những thách thức này không còn là dự báo mà đã hiện hữu ngay trước mắt. Vì vậy, các địa phương cần phải thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ tư duy nông nghiệp thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp, quan tâm đến chất lượng, phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, và quan tâm đến công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện việc ứng phó theo nguyên tắc tôn trọng quy luật tự nhiên, chọn các mô hình thích ứng theo quy luật của tự nhiên, phát triển bền vững theo phương châm sống chung với lũ và hạn mặn. Thủ tướng khẳng định, trong giai đoạn từ nay tới năm 2020 sẽ đầu tư ít nhất 1 tỷ đô la Mỹ để làm các hệ thống cống điều tiết ngăn mặn, giữ ngọt, giải quyết tình trạng sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhân dân. Tổ chức không gian lãnh thổ theo hướng khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên của đồng, vùng đồng bằng sông cửu long dựa trên đặc trưng sinh thái đất nước gắn với văn hóa con người, trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu theo các kịch bản và các tác động từ bên ngoài, đặc biệt chú trọng tạo không gian trữ nước vùng đồng thấp 10 và tứ giác long duyên sống chung với mạng ngọt vùng ven biển xác định rõ các cực tăng trưởng của vùng và có quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp, bến cảng, sân bay và những khu vực phát triển nông nghiệp, kinh tế biển và các ngành kinh tế khác, bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp. Về mô hình phát triển của đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng yêu cầu phải lấy con người làm trung tâm, phấn đấu đến năm 2050, đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng có trình độ phát triển khá có trình độ tổ chức tiên tiến, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều phối phát triển vùng và liên vùng để nâng cao hiệu quả, tập trung khắc phục việc trồng chéo trong quản lý nhà nước về điều phối các chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.